Xin chào các bác nha. Hôm nay em Trường lại lên sóng cho các bác một chiếc xe Ford Everest mà vừa về tới bên em Trường đây. Chiếc xe này của em Trường có năm sản xuất là 2021 bản Titanium một cầu. Xe đã lên được rất là nhiều đồ chơi anh chị nha. Có ngoại thất là màu xanh Kavansai, một chiếc xe chạy 5 vạn cây này. Còn rất là mới anh chị nha. Với lốp theo xe, cả dàn dây bịch và lốp sơ cua thì cũng chưa hạ. Nội thất thì cực kỳ mới luôn anh chị nha. Và sơn zin của chiếc xe này còn đến 85%, vì vậy chiếc xe rất là mới. Với những chi tiết của chiếc xe thì tất cả còn là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Và xe thì em đang bán với mức giá cũng chỉ hơn 900 triệu thôi. Vẫn có thể hỗ trợ trả góp ngân hàng được 70%. Nếu như anh chị muốn mua qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ anh chị nhé. Và mời anh chị cùng em Trường đi một vòng ngoại thất và nội thất để anh chị có thể đánh giá và tham khảo qua màn này. Nếu như anh chị quan tâm thì anh chị hãy alo trực tiếp cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ chi tiết hơn về chiếc xe anh chị nhé. Đó, anh chị hãy quan sát từ nước sơn đây, từ những cái phần đầu xe hay là la răng, lốp láp, tất cả mọi chi tiết của chiếc xe thì còn rất là mới luôn anh chị nhé. Đó, bên em Trường thì cam kết bằng văn bản giấy tờ với anh chị là xe không va chạm, không ngập nước, máy móc keo chỉ, mọi cái là nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Đây, từ la răng còn cực kỳ mới, chưa bị trầy anh chị nha. Lốp thì cực kỳ dày đây. Đó, cũng chỉ trầy trầy nhỏ nhỏ một chút ở những cái gương anh chị nha. Và nước sơn thì zin đến 85%, vì vậy nó rất là đều xe anh chị nha. Với cái mức tiêu thụ dầu của chiếc xe này thì cực kỳ là ấn tượng luôn anh chị nha. Cũng chỉ hơn 5 lít theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì từ hơn 5 lít cho đường ngoài đô thị thôi anh chị nha. Đó, cũng được chủ cũ ốp lên cũng khá là nhiều này, như là ốp chống xước này, hay là rất là nhiều những option được chủ xe lên trên chiếc xe anh chị nhé. Về ngoại thất của chiếc xe thì cực kỳ là xuất sắc anh chị nhé. Với sơn zin còn nhiều, vì vậy chiếc xe nó cực kỳ là đều. Cho đến nội thất thì nó rất là mới luôn anh chị nhé. Về đồ lên thêm thì của chiếc xe là, một là lên màn hình, hai là sẽ đã lên được một bộ cam 360 rồi anh chị nhé. Từ keo chỉ đây, mọi cái đây, cực kỳ là mới luôn anh chị nha. Em phải thừa nhận là chiếc xe này chủ xe họ rất là giữ xe. Đó, cho đến bộ ghế da thì cực kỳ mới này. Cái bản này thì được trang bị cốp chỉnh điện ghế phụ rồi anh chị nhá. Hay là tab ly tab lô đây. Màn hình Android, anh chị hãy quan sát để trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Đó, vô lăng đấm số hay là chi tiết về nội thất thì rất là mới luôn anh chị nhá. Giữ xe cẩn thận và còn rất mới, 5 vạn cây cho 3 năm sử dụng thì nó cũng là một cái cây số vừa phải anh chị nhé. Cũng chỉ năm hơn 1 vạn km một chút thôi. Đó, mọi cái là còn cực kỳ là mới luôn. Trần phào mọi cái rất mới luôn anh chị nhé. Bản một cầu vì vậy là chưa được trang bị cửa sổ trời anh chị nhé. Nhưng với cái form cũ này thì nó cũng chỉ cắt một số option so với bản đủ thôi anh chị nhé. Đó, chưa bả, chưa tốt tắt gì đâu anh chị nhé. Sơn zin và cốp sau đây. Trang bị cốp điện. Đó, rất là mượt mà anh chị nhé. Từ keo chỉ mọi cái là nguyên zin này. Ốc cabo sau chưa tháo ra một lần nào này. Hay là cho đến từ những giáp lai đinh này, mọi cái là đinh tán, mọi cái là còn nguyên zin này, pha đèn pha điếc còn nguyên zin này, tất cả mọi cái rất là mới và rất là đẹp này. Có đến từ những đồ tháo phụ kiện theo xe vẫn còn nguyên zin và còn rất mới này. Hàng ghế thứ ba thì cực kỳ mới này. Với cái bản một cầu phong cũ này thì được trang bị hàng ghế thứ ba là lên xuống bằng điện rồi anh chị nhá. Với cái phong mới bản một cầu thì sẽ không được trang bị lên xuống bằng điện anh chị nhé. Đó, cho đến từ gầm xe hay là lốp sơ cua đây, cực kỳ là mới luôn anh chị nhé. Một chiếc xe họ không đi vào đường xấu, vì vậy cái gầm xe nó còn rất mới, không bị han, không bị dỉ, không bị bong chóc anh chị nhé. Đó, mọi chi tiết của chiếc xe quả thật em chấm cho chiếc xe này khoảng điểm 9 anh chị nhé. Đó, về chất lượng là em chấm cho chiếc xe này được điểm 9 rồi. Tất nhiên là nó cũng sẽ có những cái điểm trừ nhất định của từng chiếc xe sau
3-4 năm sử dụng thì nó sẽ có những cái điểm trừ, hay là cho đến từ những cánh cửa đây, mọi cái còn rất mới luôn anh chị nhé. Ghế da, vô lăng, đấm số, chi tiết cực kỳ là mới luôn. Đó, rất mới và rất là giữ xe anh chị nhé. Km zin hơn 5 vạn cây. Mời các bác đi vào khoang máy để anh chị có thể trải nghiệm chi tiết về chiếc xe này. Đó, cabo này, mọi cái nguyên zin, chưa bả, chưa tốt tan một chút nào anh chị nhá. Khoang máy thì còn cực kỳ mới luôn. Đó, không bị thấm dầu hay không bị bất cứ một cái gì đâu anh chị nhá. Đó, mọi cái là còn nguyên zin mà còn cực kỳ là mới. Từ những con ốc tai này, nguyên zin hết này anh chị, nguyên zin hết. Đó, đó là chi tiết của chiếc xe Ford Everest anh chị nhá. Xe thì chính xác là em đang bán là 965 triệu. Vẫn có thể linh động bớt một chút nếu anh chị quan tâm, alo cho em anh chị nhá.